Xin chào các khán giả thân yêu của Bện TV. Quý vị thân mến, lịch sử thế giới vây đầy những bí ẩn đáng ngạc nhiên, và có thể là không ai trong chúng ta có thể sống đủ lâu để có thể thấy tất cả những điều đó được giải quyết như thế nào. Các nhà khoa học đã mất hàng thế kỷ để có thể tìm ra câu trả lời cho những ai tạo ra, tại sao và cách chúng được hình thành như thế nào. Có rất nhiều những giả thuyết được đưa ra, thậm chí có những người đã cho rằng đó chính là tác phẩm của những thế lực siêu nhiên đến từ ngoài trái đất. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu nào. Những phát hiện khảo cổ thách đố con người. Số 1. Kinh Thánh của Quỷ. Bản thảo Latin khổng lồ này được viết bởi một thầy tu thuộc dòng thánh Benedict vào thế kỷ thứ 13 tại Cộng hòa Séc. Cuốn sách dài 92cm, rộng khoảng 50cm và dày 22cm, nặng 74,8kg, cùng có 310 trang. Chứa tất cả mọi thứ, từ một bản sao hoàn chỉnh của Kinh Thánh đến các hướng dẫn về cách thực hiện trừ tà. Trên thực tế, nó được đồn đại là chứa tất cả những kiến thức của con người. Càng thú vị hơn khi mà toàn bộ cuốn sách dường như được viết bởi một người ghi chép duy nhất mà đáng lẽ ra phải mất đến 30 năm mới có thể hoàn thành. Đôi khi, Codex Gigas còn được gọi là Kinh Thánh của Quỷ bởi bên trong cuốn sách có bức hình vẽ quỷ khổng lồ. Tương truyền rằng, ngày xưa có một tu thầy đang chờ xử tử vì những tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Người này đã cầu xin đấng bề trên, nếu như mình có thể tạo ra một tuyệt tác chỉ trong vòng một đêm thì hãy tha mạng cho ông ấy. Thầy tu đã bán linh hồn của mình cho Satan để có thể đổi lại sự giúp đỡ từ quỷ và cho ra đời Codex Gigas trước bình minh. Sau đó thì được niêm phong hiệp ước với hình minh họa lớn về ma quỷ bên trong cuốn sách. Số 2. Bản viết tay Rongo Rongo. Văn tự Rongo Rongo bao gồm có một loạt các bản khắc gỗ chứa các ký hiệu kỳ lạ được phát hiện vào năm 1864 trên đảo Phục Sinh. Bản thảo này được viết bằng chữ hình tượng do những cư dân đầu tiên ở trên đảo viết ra. Rongo Rongo đã xuất hiện cách đây đầy bí ẩn vào những năm 1700, trong khi mà cư dân những vùng đảo lân cận còn chưa có chữ viết. Ngôn ngữ này đã biến mất từ rất lâu, khiến cho việc giải mã bản thảo trở nên vô vọng. Thực dân châu Âu đã cấm đoán ngôn ngữ này vì nguồn gốc ngoại giáo của người dân ở trên đảo. Mặc dù là rất nhiều những chuyên gia đã nỗ lực nghiên cứu, nhưng vẫn chưa ai có thể giải mã được ý nghĩa của những ký tự và biểu tượng khắc trên những tấm gỗ đó. Nếu thực sự là những biểu tượng này là một trong những loại chữ viết và biết được nội dung của nó, người ta có thể sẽ nhìn ra được nguyên nhân sụp đổ của nền văn minh cổ đại của đảo Phục Sinh. Số 3. Cá cột đá Carnac. Công trình đá Stonehenge ở Anh còn là một trong những bí ẩn đối với các nhà khoa học, nhưng công trình Carnac tại bờ biển của Brittany, đông bắc của Pháp có lẽ còn gây tò mò hơn nữa. Hơn 3.000 cột đá cự thạch được sắp xếp thành một trong những đường hoàn hảo trải dài hơn 12 km. Truyền thuyết địa phương kể rằng những cột đá này là một đoàn quân La Mã đã bị Pháp sư Merin hóa đá. Một nhà khoa học nghiên cứu công trình hơn 30 năm đã để lại những giả thuyết rằng cột đá này là một trong những công trình dự báo động đất. Nhân dạng của những người thuộc thời kỳ đồ đá mới xây dựng công trình hiện đã đang nằm trong những vòng bí ẩn. Chúng ta hãy cùng nói lời tạm biệt với cột đá Carnac của Pháp để cùng đến với một đất nước đông dân nhất thế giới, đó chính là Trung Quốc, để cùng đến thăm hang động kỳ bí Long Du. Số 4. Hang động Long Du. Cho đến ngày nay thì người ta vẫn chưa có thể phát hiện ra một tư liệu lịch sử nào đề cập đến quá trình xây dựng công trình hoành tráng này, vốn phải di dời 1 triệu tấn mét khối đất đá. Danh tính của những người thợ xây vẫn còn là một trong số những bí ẩn trong lịch sử. Một trong những di chỉ ngầm ở dưới lòng đất bí ẩn nhất từng được phát hiện là một trong những quần thể hang động gần với lại Thập Yển Bắc Thôn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một trong những bí ẩn thú vị nhất và cũng khó hiểu nhất là tại sao năm hang động này lại có thể duy trì một trạng thái nguyên vẹn đến vậy trong khoảng thời gian hơn 2.000 năm.
Lúc ban đầu thì quần thể này được cho là một hang động đơn lẻ, tuy nhiên thì các nghiên cứu bổ sung đã cho thấy rằng hang động này trên thực tế là một mạng lưới 36 căn hầm đáng kinh ngạc ở dưới ngầm lòng đất. Tất cả các căn hầm này đều được đục đẽo bằng tay. Người ta đã ước tính rằng phải cần tới 1.000 người làm việc ngày đêm trong 6 năm mới có thể sẽ hoàn thành được một công trình này. Nhưng người ta lại không tìm được bất cứ những công cụ nào gần khu vực đó, hoặc là không tìm thấy được bất cứ những tài liệu nào nhắc đến công trình vào thời kỳ đó. Số 5. Khối thập nhị diện Dodecahedron. Khối thập nhị diện thời La Mã cổ đại Dodecahedron là một trong những thể nhỏ, rỗng, được làm từ đồng, đôi khi làm bằng đá, có hình dạng bên ngoài là 12 khối mặt, trong đó thì mỗi mặt lại là một ngũ giác đều. Khối đá diện này làm được trang trí theo các núm hình cầu tại mỗi đỉnh, ngoài ra thì mặt của các ngũ giác đều có những lỗ hình tròn. Đã hơn 200 năm trôi qua kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên thì các nhà nghiên cứu hiện nay vẫn chưa có thể có những khám phá được nguồn gốc và công dụng của vật thể bí ẩn này. Khối thập nhị diện có niên đại từ thế kỷ thứ 2 hoặc là thứ 3 sau công nguyên. Thường thì có kích thước sẽ từ 4cm cho tới 11cm. Cho đến ngày nay thì hơn 100 những mẫu vật loại này được tìm thấy tại Vương quốc Anh, Bỉ, Đức, Pháp, Luxembourg, Hà Lan, Áo, Thụy Sĩ và Hungary. Trên thực tế thì không có một tài liệu hay là ghi chép nào về thời gian mà khối đá đa diện này được làm tạo ra, vậy nên công dụng của nó vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên thì trong những thế kỷ qua có rất nhiều những giả thuyết và đã suy đoán đã được đưa ra, như là giá đỡ nến, sáp được tìm thấy trong một mẫu vật, xúc xắc, dụng cụ khảo sát, thiết bị để xác định thời điểm gieo hạt tối ưu cho vụ đông, hay là máy đo đường kính, ống nước. Số 6. Nhục thân bất hoại. Nhục thân bất hoại hay còn được gọi là kim cương bất hoại, đây là một trong những hiện tượng cơ thể không thể có dấu hiệu phân hủy, biến dạng hay là nhầu nát sau khi đã qua đời sau một thời gian dài. Hiện tượng này đa phần xảy ra trong lĩnh vực Phật Pháp, với những sư thầy được cho là đã đạt đến cảnh giới tu hành. Lục Tổ Huệ Năng là một trong những thiền sư thời nhà Đường của Trung Hoa. Đây cũng được xem là vị Bồ Tát đầu tiên và là một trong những trường hợp kim cương bất hoại lâu đời nhất của Trung Quốc. Nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng hiện đang được thờ tại Lục Tổ Điện, tọa lạc tại thị trấn Tào Khê, Thiều Quan, Trung Quốc. Trên thân thể của Lục Tổ Huệ Năng hiện có những vết thủng do Hồng vệ binh Trung Hoa gây nên trong cuộc kháng chiến Mạng Văn Hóa. Với mục đích là muốn dẹp bỏ mê tín dị đoan nên họ đã đập vào ngực của Lục Tổ Huệ Năng để có thể kiểm tra đây có phải là một công trình nhân tạo hay không. Tất cả đều phải bất ngờ khi nhìn thấy một bộ phận trong cơ thể của đại sư vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người có mặt tại hiện trường lúc đó đã vội vã lao nhào vào quỳ gối, dập đầu. Cho đến ngày nay thì vẫn chưa có những lời giải đáp thỏa mãn nào về thắc mắc về hiện tượng được cho là siêu nhiên, phản khoa học này. Tất cả những xác ướp của các thiền sư đều không sử dụng bất kỳ những hóa chất, dung dịch nào để có thể ướp xác mà vẫn có thể bảo toàn được nguyên vẹn. Ý thân thể này còn chống lại nguyên lý trao đổi chất để tồn tại của con người khi không có bất kỳ sự trao đổi nào diễn ra hay là có sự tác động của thiên nhiên. Số 7. Thanh kiếm Excalibur. Các bạn chắc chắn không còn xa lạ gì với thanh kiếm huyền thoại này nữa phải không nào? Nó luôn gắn liền với vua Arthur và là một trong những biểu tượng lâu đời của Vương quốc Anh. Theo một số những tài liệu thì Excalibur thường được gọi là Caribunas. Theo những tư liệu còn sót lại về vua Arthur thì có hai huyền thoại tách biệt nhau về xuất xứ của thanh kiếm. Đầu tiên là về huyền thoại thanh kiếm trong đá xuất hiện đầu tiên trong bài thơ của Merin của Robert de Boron. Trong đó thì Excalibur chỉ có thể được rút ra khỏi đá bởi vì Arthur, vị vua hợp pháp. Truyền thuyết thứ hai kể về việc vua Arthur đã nhận được Excalibur từ tiên nữ của hồ nước sau khi mà làm gãy thanh gươm đầu tiên của mình trong một cuộc đánh nhau với Perino. Vị tiên đã miêu tả thanh kiếm Excalibur là thanh kiếm cắt thép và Arthur nhận nó từ một cánh tay đưa lên khỏi mặt hồ.
Theo như truyền thuyết, thì một mặt của lưỡi kiếm Excalibur có khắc từ Text Me Up, có nghĩa là tung tôi lên, và mặt còn lại tức là Cast Me Away, ném tôi đi, như tiên đoán trước việc Excalibur sẽ trở về với nước. Thêm vào đó, khi mà Excalibur được rút ra khỏi vỏ lần đầu tiên thì lưỡi kiếm đã phát ra ánh sáng như là 30 năm ngọn đuốc, làm lóa mắt kẻ thù. Thậm chí, ngay cả vỏ của Excalibur cũng có khả năng có những năng lượng riêng, người cầm nó sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng vì bị thương hay là mất máu. Số 8. Chiếc gương ma thuật vùng Viễn Đông. Rất nhiều những chiếc gương đồng cổ tại Trung Quốc và Nhật Bản nhìn bên ngoài thì rất là bình thường, nhưng trong những trường hợp hiếm hoi thì chúng lại có thuộc tính kỳ lạ, vừa là đồng rắn vừa trong suốt. Mặt trước của gương trông thì rất bình thường, nó được làm bằng đồng đánh bóng để có thể phản chiếu hình ảnh của người đang soi gương. Mặt sau chiếc gương lại được trang trí với rất nhiều những họa tiết và hoa văn phong phú. Điều kỳ lạ là khi dọi ánh sáng vào trong gương thì ánh sáng phản chiếu lên một bề mặt phẳng lại mang theo những hoa văn ở mặt sau của nó. Điều đó có nghĩa là chiếc gương bằng đồng, rắn, trở nên trong suốt. Các nhà khoa học phương Tây bắt đầu kiểm tra những chiếc gương này từ năm 1832 và phải đến một thế kỷ sau thì họ mới phát hiện ra bí mật đằng sau chiếc gương này. Kể cả là ở phương Đông, có vẻ như là kiến thức để làm nên những chiếc gương ma thuật này vẫn luôn khó nắm bắt và cho dù không hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Đây là những bí ẩn khảo cổ học, thách đố các nhà khoa học. Chắc chắn trong chúng ta sẽ phải chờ đợi rất rất lâu nữa để có thể biết được những lời giải đáp này. Nếu như các bạn thấy video này thú vị, đừng quên hãy để lại những lời yêu thương cho video nhé. Đừng quên like và share không phải cho kênh nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.